Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình chuẩn bị đi chuyến đi Đà Lạt nha cả nhà. Đi bằng xe Honda bắt đầu mình khởi hành nè, trên đồng hồ khởi nè. Là 0:33 nha cả nhà. Đó, mình chuẩn bị khởi hành nha cả nhà. Đang có mặt tại Đức Hòa, Long An. Hiện tại bây giờ là 2:06 nha cả nhà. Trên cái thở mình còn 2:06 nè. Đó, mình đang tới ngay chỗ khu du lịch Tháp Giang Điền. Yeah.
30 phút. Có người kêu là đá ba hòn, cả nhà mình nghỉ chân để mà nghỉ xe nữa, là mình đang ở tại Badagui, thị trấn thành phố của Badagui nha cả nhà. Đã quay chia sẻ cho cả nhà được biết luôn, lạnh lắm cả nhà ơi, lạnh cống luôn, cống này cống hết luôn. Để mà chia sẻ với cả nhà có xem được rồi, ủng hộ kênh, đăng ký kênh nha cả nhà, ai thích gì xem đó. Mình đi đến đâu mình quay đến đó để mình chia sẻ cho cả nhà. Đó, thức nguyên đêm luôn đó cả nhà. We'll be right back.
đèo Bảo Lộc cũng như cả nhà. Đèo Bảo Lộc dài 10 km. Yeah.
Tay phải mình nó là cái bảng để đi đèo Mimosa nha cả nhà, đi thẳng. Còn tay trái mình quẹo qua bên tay hướng tay trái đây là đi đèo Grand nha cả nhà. Thì có chỉ đó, đi thẳng này là đèo Mimosa đó. Còn bên tay trái này là đèo Grand nè. Xe luôn.
phía đây là hồ Tiền Lâm. Người ta đi đèo từ xa lên. Hết đèo khoe mình vô tới thành phố, trung tâm thành phố của Đà Lạt. Cái hồ Xuân Hương ở nha cả nhà. Xung quanh đây là hồ Xuân Hương. Và nó có nhà hàng thủy tạ màu tím. Nhà hàng ăn uống cà phê. Oh.
Hồ Xuân Hương có cho đạp dịch quá trời luôn. Phía xung quanh bờ hồ Xuân Hương có trang trí rất là nhiều hoa. Festival hoa, festival hoa là có làm những cái mô hình đó. Tự mình quay. Kênh YouTube Ai Thích Gì Xem Đó xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều thành công trong cuộc sống. Hôm nay là mình có cuộc trải nghiệm để mà đi phượt, đi Đà Lạt review Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Mình đến đây, mình đi phượt, mình sẽ làm clip để mà chia sẻ đến cả nhà được biết những con đường đèo như thế nào. Và hiện tại mình có mướn cái nhà nghỉ tên là Thu Thủy, địa chỉ được tọa lạc tại số 26 Phan Bội Châu, phường 1, Đà Lạt, thành phố của Đà Lạt, với giá phòng là có 250.000 cho một ngày thôi cả nhà. Và bây giờ mình sẽ dắt cả nhà vô xem thử cái phòng như thế nào nha cả nhà nha. Nếu mà coi được video nhớ ủng hộ đăng ký kênh mình nha cả nhà. Ai thích gì xem đó. View nhìn ra tàn đất cát không? Bãi để xe. View nhìn ra rồi có bờ hồ, nhìn ra mình thấy được quảng trường của Đà Lạt, hồ Xuân Hương với quảng trường đó.